Chắc bạn đến với phụ kiện Miko rất là nhanh thì phụ kiện Miko đã có trên tay chiếc đồng hồ Galaxy Watch 3. Chiếc Galaxy Watch 3 này được giới thiệu ra mắt cùng với cả chiếc Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra. Thì cái phiên bản Watch 3 năm nay ra mắt là phiên bản nâng cấp của phiên bản Galaxy Watch 2018 chứ không phải là dòng Galaxy Active của năm trước. Có lẽ đây là một cải tiến rất là lớn của Samsung, họ bỏ qua cái phiên bản 2 để lên thẳng phiên bản Watch 3. Watch 3 thì có hai phiên bản 41mm và phiên bản 45mm. Cả hai đều sở hữu những cái nút bấm vật lý và một cái vòng xoay điều khiển rất là độc đáo. Nó mang lại một cái trải nghiệm khác biệt so với cả những cái đồng hồ thông minh khác sử dụng màn hình cảm ứng hoàn toàn. Cái độ mỏng thì nó mỏng hơn 14% và nhẹ hơn 15% so với cái thế hệ Galaxy Watch đầu tiên. Bản thân của đồng hồ thì được làm bằng thép cứng rất là cứng, khác với cả Watch 2. Watch 2 nhìn nó mượt mà hơn và được làm bằng nhôm, Watch 3 thì làm bằng thép. Bên mình thì cũng sẽ tiến hành là dán cái cường lực để bảo vệ mặt đồng hồ. Cái phiên bản cường lực bên mình lựa chọn là phiên bản cường lực trong suốt phủ 99% mặt trước của đồng hồ và có độ cứng là 9H và có độ trong suốt rất là cao và đảm bảo rằng các thao tác ở vuốt hoặc là thao tác cảm ứng nó không bị có độ trễ, và đảm bảo rằng sau khi mà dán thì tránh được mặt đồng hồ chảy xước, nhưng mà cái vẻ đẹp của đồng hồ thì không bị thay đổi gì cả. Trong hộp thì có đủ phụ kiện, các bạn có thể đặt online và dán tại nhà nếu các bạn ở xa. Về cách dán cường lực cho Samsung Galaxy Watch 3 thì các bạn có 3 bước. Bước nhất là bạn lau sạch màn hình bằng giấy ướt, sau đó các bạn dùng giấy khô, và tiếp đến là các bạn sử dụng miếng hít dính bụi để dính hết các cái bụi siêu mịn, đảm bảo mặt đồng hồ sạch 100% khi mà dán vào nó sẽ không bị bong bóng. Sau đó các bạn bóc cái tấm ni lông ở đằng sau mặt đồng hồ ra rồi đặt cân đối vào cái đồng hồ. Các bạn phải đặt làm sao cho thật cân nhé, sau đó rồi thả tay ra. Khi bạn đặt cân thả tay ra rồi thì nó chỉ còn một chút bọt khí ở phía viền thôi. Các bạn lấy cái giấy khô, giấy ướt, các bạn đẩy cái bong bóng khí ra khỏi viền là xong. Khi dán xong thì các bạn thấy là cái mặt đồng hồ nó gần như là không thay đổi gì cả so với trước khi dán. Nó chỉ có một chút, gọi là nếu cố nhìn thì mới biết được thôi. Tại vì cái cường lực này nó được thiết kế dành cho Samsung Watch 3 nên là cái độ full nó rất là cao và đảm bảo rằng là cảm ứng thao tác rất là mượt. Thì để đặt mua cái miếng cường lực này, các bạn đặt mua qua website là phụkienpico.com, hoặc các bạn đặt mua qua Shopee của bên mình là phụ kiện Pico, hoặc Lazada bên mình cũng là phụ kiện Pico, hoặc các bạn đặt mua qua Facebook bên mình là phụ kiện điện thoại Pico, hoặc các bạn có thể là xem thông tin mô tả ở phần cả visit của bên mình. Vâng, xin cảm ơn bạn đã theo dõi video.